một mẫu váy siêu siêu xinh luôn ý. Nói chung là Phương nhìn cái mẫu này là Phương kiểu mê mẩn luôn rồi mọi người ạ. Nên là Phương nghĩ rằng là khi mà đăng cái clip này lên ấy thì sẽ ngay lập tức là bán rất là chạy. Nên là mọi người nhớ nhanh tay nhá. Em này là một cái em mẫu váy thun gọi là Yumi Cotton. Yumi Cotton chất liệu vô cùng là đẹp luôn, co giãn 4 chiều nhưng mà lại được thiết kế theo kiểu váy thiết kế ấy. Đây, mọi người thấy không? Đó, nó sẽ có một cái phần eo được kiểu như làm thành những cái đường chun này. Đó, phần eo làm chun. Cái phần này sẽ giúp chúng ta che được khuyết điểm bụng nhá, nhưng mà vẫn giúp phần eo của chúng ta thon gọn. Ở trên ngực thì có một cái phần đính kết cườm vô cùng cầu kỳ luôn này. Đó. Ở bên này thì sẽ có xẻ này. Rất là đẹp mọi người ạ. Em này thì màu của nó là một cái màu rất là lạ và là màu hot trend của năm nay, đó là màu xanh min. Màu xanh này thì mặc vừa trẻ trung, vừa nhã nhặn, lịch sự, lại còn cực kỳ tôn da luôn ấy. Phương phải khẳng định với mọi người thế luôn. Năm nay đang rất là hot màu này nha cả nhà ơi. Xinh quá, xinh quá. Đây, cho mọi người nhìn kỹ hơn về cái mẫu váy này. Mẫu váy này nó có một cái phần chun ở đây này. Đó, và một cái sticker ở trên ngực. Ngoài ra thì chất liệu của nó là chất liệu Yumi Cotton, có giãn 4 chiều, mặc vô cùng thoải mái. Nhưng mà dáng của nó thiết kế lại là dáng kiểu váy điệu đà, nên là mặc vô cùng kiểu tiện lợi. Mọi người có thể mặc được cả đi chơi, cả đi làm, cả đi cà phê, cả đi hẹn hò, hay là kiểu đến những cái tiệc nhẹ nhẹ cũng rất là hợp. Về size thì em này cũng đủ size nha cả nhà, cũng đủ SML, XL.